cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ ngày hôm nay thì bên em lên sóng tiếp tục cho các bác một cái lô mic buyer nhưng nó không phải là bs uh, bs 780 nữa mà chính là cái model mà hiếm cực kỳ trên thị trường luôn nó chính là bs 880 à, bs 880 trên thị trường thì cũng không hiếm nữa nhưng mà tại sao lại nó nói cái lô mic này là hiếm bởi vì các bác đã biết là với cái riêng cái model mà bs 780 ấy để chúng ta rất là dễ tìm trên thị trường nhưng mà bs 880 mặt phay nhôm này cực hiếm trên thị trường luôn. Ở trên thị trường các bác sẽ hay thấy là dòng tám 880 đầy cũ mặt nhựa vậy nha. Nhưng ngày hôm nay các bác sẽ được giữ sở hữu một cái model mic đó là tám 880 đời mới nhất hiện tại bây giờ và gần như cái lô này mới 99 trăm Nó là các bác là chỉ thiếu một cái hộp là bỏ vào là thành mới luôn. Thực sự nó đẹp mỹ mãn luôn. Và cái 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 đời tám 880 đời mới này thì nó sẽ khác với đời cũ một chút đó là gì ạ? Chúng ta thấy là cái mặt của nó sẽ là mặt phay nhôm còn BS 880 đầy cũ thì nó sẽ là mặt nhựa đấy thì các bạn thấy là cái mặt này nó sang rất là đẹp và nhìn cực kỳ đẹp luôn à, từng cái nút bấm ở đây chúng ta thấy là nút bấm này nó cái dạng là dạng ấn để chúng ta ấn 3 giây để khởi động và cũng tắt cũng vậy các bác nhé và nút âm lượng thì chúng ta thấy này nó sẽ có một cái vành đỏ ở đây đấy vành đỏ ở đây đấy, ok thì à, đối với dòng này chúng ta vẫn sử dụng là hai mắt hồng ngoại Đấy, hai mắt không ngoại để dò sóng cho hai mic và âm lượng chúng ta ấn nút các bác nhá. Và dò sóng bằng tay thì chúng ta ấn hai nút này. Đấy. Thì với cái lô mic này mà các bác thấy là cả lô của em đây. Các bác nhìn cả các em thấy đấy, gần như là cái mic này các bác thấy là gần như là mới luôn. Bởi vì cái lô này mới sản xuất năm khoảng độ cuối 2017 và bán ở thị trường đâu đó tầm khoảng giữa 2018 rồi cuối 2018 mới bán ra. Và cái lô mic thì gần như là đang có thể là đến tay khách hàng này cũng không biết là 19 20 mươi đấy, gần như là mới dùng lướt thôi, gần như là dùng cực kỳ ít luôn nó đẹp đến đến, đến mà em không thể tưởng tượng được là nó có thể xuất sắc như thế và cái lô mic này các bác nhìn thấy từng cái chữ từng cái nước mà mặt phay nhôm ở đây gần như nó đang còn đẹp hoàn hảo luôn tất cả mọi thứ đang còn hoàn hảo luôn đấy kể cả đây các bác thấy ở đây đang còn đang còn cả cái lớp phim này bác này đây này màn hình này đang còn phim hết đang còn lớp phim chưa bóc này Để bác cho mọi người xem một cái nha đây đang còn dính này bác nhìn này nó đang còn rất là dính bác hậu nó đang còn rất là dính gần như là đang trong vắt này tất cả đây đang còn phim hết nha chưa bóc cái nào hết ạ nhưng bác thấy nó đang nó đang còn trong đến mức mà chúng ta không biết là là là, là phim đăng quản luôn đấy bác nhìn đây bác một cái này cái này thấy hơi xấu thì bác luôn là bác đấy bác thấy không? tất cả những cái mic còn lại đang còn tất cả cái siêu này cái phim siêu này chưa có cái nào bác không các bác nhìn, mà các bác thấy mình những cái phim sim này nó đang còn trong đến mức mà chúng ta còn cứ nghĩ là bác rồi là các bác biết nó đẹp cả nào rồi đúng không ạ bình thường cái phiêu này cái siêu cái siêu này nó chỉ được một thời gian vài là nếu mà chúng ta sử dụng nhiều được khoảng độ vài năm mà nó sẽ ố vàng đúng không ạ nhưng các bác nhìn cái siêu này đây nó đang còn trong vắt này đang trong vắt mà là các bác biết là chất lượng bộ mic lô mic này đang đẹp cả nào còn về tay mic thì xin thưa các bác là nó đẹp đầu thu đẹp không có lý gì mà tay mic không đẹp cả cái lô tay mic thì nó, đúng, nó thể các bác là đẹp mì mãn luôn và cái đời này nó là sử dụng cái đời là đuôi là đuôi chống vỡ rồi đấy nó các bác là đời này thì các bác vặt thẳng bê tông mà không được gì Trừ khi các bác vặt thẳng cái đuôi đầu của cái súng thì nó méo chụp thôi Còn cái đuôi này á, không bao giờ nó vỡ Đập xong lau chùi phát lại như mới Ngon lành luôn Kính kính mọi thứ đang còn trong Nút đang còn nguyên lành Đấy tất cả mọi thứ đang cực đẹp luôn Và lô này lần mà em về ấy, nó về có cả đời con uh, ghi này Đời con đen này, đời con vàng có cả ba đời luôn Nhưng chủ yếu là đời con ghi này nhiều Đấy, thì bác gen bác nhìn thấy đây những cái gen em vặn này một tay đang rất là nhẹ nhàng này bác đây các bác nhìn nhìn nhé đây chỉ cần một ngón tay thôi Em vặn rất là nhẹ nhàng và rất là êm đấy, Những cái lô mic này hoàn toàn chưa bị va đập Đấy cho nên là à, nó 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 gì ạ? nó chưa bị méo gen Chứ bình thường những cái mic mà chúng ta để rơi rất nhiều á, Nó sẽ bị méo gen và chúng ta vặn nó kêu két két Và nó rất là nặng và chúng ta phải dùng hai ngón tay ba ngón tay Nhưng mà cái này em bắt thấy này Em vặn ra vặn vào này Đấy cũng chỉ cần một ngón tay thôi Là sẽ vặn được thôi Không cần quá nhiều ngón tay Đấy vẫn rất là êm Và chế độ sống gần sống xa vẫn đang còn ok Đấy cần cả chế độ sống gần sống xa đây Và chúng ta đấy này bộ mạch tím ngắt đương nhiên đời mịn mới này tiếp xúc pin đồng sáng này tiếp xúc pin pin đồng sáng quắc này Chứ bị dỉ xiết này đấy à, bô mạch này vị tím này tím ngắt chưa đẹp chưa ạ đương nhiên là đầu thu rồi thì bạn tím rồi thôi em chẳng cần tháo là bị cái loại này nó quá nổi tiếng này chúng ta cũng chẳng cần tháo thì nói đến dòng bs 780 thì nó là cái phiên bản nâng cấp hoàn hảo nhất của dòng gì ạ của dòng uh, bs Em uh, xin lỗi với phiên bản BS 880 này nó là phiên bản nâng cấp của phiên bản BS 780 và đương nhiên là nó sẽ có bổ sung thêm cái cái dòng chip nó sẽ bổ sung lên đầu chip đầy cao hơn một chút đấy và về kiểu dáng thì nó cũng gần tựa tựa với cái đời BS 780 đấy nhưng đặt đây là cái phiên bản 880 các đây, đây nó là phiên bản 880 và đây là cái phiên bản hiện tại bây giờ của dòng B Bayer thì đây là phiên bản 880 đời cuối cùng luôn đây là cái model đời cuối cùng của của của, của cái mã 880 này cái kiểu dáng này là cuối cuối cùng luôn và trên cái tem cũng đã thấy đây, đây ở à, trên uh, trên uh, thùng loa uh, nắp loa nó trên nắp xúc cũng có thể uh, nắp cái đầu thu nó ghi rất rõ đây của Bayer các bác nhá Bayer luôn và cái năm sản xuất cũng đã ghi đây này đây bác thấy không 2017 này tháng 9 năm 2017 29 2017 các bác ạ sản xuất tháng 9 2017 thì xuất xưởng đâu đó nếu mà ra thị trường nó tầm khoảng là giữa 2018 mới ra thị trường và đến tay khách hàng thì có thể là 19 20 không biết được thực sự là nó đồng quá mới luôn Đấy và cái chất lượng lô mic này gần như là đang còn hoàn hảo các bác Em không có gì để mà chê đây cả Thì với những cái lô mic mà BS 880 cái mặt đầy cái mặt phanh nhôm này ấy, Hiện tại cửa hàng em đang bán cho các bác sẽ là 2 triệu 800 ngàn đồng 2 triệu 800 ngàn đồng là sẽ bao gồm tất cả phụ kiện đầy đủ và bao ship cho các bác luôn nha yeah. Từ dây 6 ly chống lăn mọi thứ hoàn hảo Và lưu ý được em là riêng dòng mic 880 này bên em bán ra Tất cả dòng mic của em bán ra là không có nhận cọc của bất cứ một bác khách nào Các bác được quyền uh, gửi địa chỉ và em sẽ gửi hàng một cách vô điều kiện các bác được quyền nhận hàng test hàng thử hàng kiểm tra thoải mái ưng ừ, thì chúng ta mới phải thanh toán và không ưng ừ, các bác cho hoàn không mất một đồng nào nhéo nha. lưu ý là em là sẽ không mất một xu dính túi nào cả bọn em sẽ không lấy bất cứ một cái chi phí gì cả cái cước đi cước về em chịu cả ok không ạ còn nếu bác nào mà có nhu cầu chúng ta muốn dùng thử ok bên em vẫn có chính sách dùng thử ba ngày các bác cứ nhận hàng thanh toán hàng bình thường Đấy và chúng ta nhận hàng dùng, dùng, cho vòng 3 ngày không ưng vẫn được quyền trả lại hàng. Thì đương nhiên với những bác mà dùng thử để hỗ trợ em tiền cước là xong. Còn tất cả mọi vấn đề khác em sẽ không trừ vào đồng nào. Ok không ạ? Đấy, những bác dùng thử chỉ cần hỗ trợ tiền cước đi cứ về là ok. Mấy chục ngàn đấy, để quá tuyệt vời rồi. Còn đối với những bác nào mà kiểm tra hàng không ưng luôn, cho hoàn luôn, không lăn tăn. Ok nhá. Còn tất cả hàng hóa mic bên em số lúc đó sẽ bán ra là bảo hành 3 tháng một đổi một bên em không bảo hành sửa những cái hàng khác. Lỗi là đổi ngay bộ mic mới. Ok. Rõ ràng nhá. Đấy, còn mic của em bán ra bao chính hãng, bao xịn, bao zin, bao đẹp 100%. Các bác cứ kiểm tra hàng, test hàng thoải mái luôn. Đấy. Đảm bảo các bác là dòng mic Bayer 880 là dòng mic rất là hỗ trợ tiếng hát rất là nhẹ nhàng. Như chúng ta hay gọi một câu là gì mic cực kỳ nịnh giọng luôn. Đấy. đặc biệt là những bác mà làm đám cưới ấy, mà số bác bảo là đi mua mic cái dòng mic Reda cả cái thứ thì các bác không thể dùng đám cưới được đâu. Khách hàng sẽ rất là khó hát và các bác hãy sử dụng cái dòng mic Bayer 880 của em này đi các bác sẽ thấy là người ta sẽ khen bộ dàn các bác hát nhẹ hơn rất là nhiều đấy và nó sẽ hát nó bay bổng hơn sướng hơn đấy đấy các bác hãy nhanh tay để sở hữu một bộ mic bay bs 880 này cực kỳ đẹp đây là hàng siêu siêu lướt các bác nhá đấy thì mic bên em tại bên em đang có rất là nhiều dòng mic nó có thể dựng dòng mic từ một triệu hai trở lên một triệu hai cho đến một triệu sáu hai triệu hai triệu rưỡi hai triệu bảy rồi 2 triệu 8 rồi 3 triệu bên em có rất là nhiều dòng mic đủ các thể loại các bác à, giá sẽ rẻ hơn khi cái dòng mic nó đầy xấu hơn có nghĩa là chất lượng còn xấu hơn thì em sẽ bán rẻ hơn còn tất cả dòng mic các bác hãy đến cửa hàng em sở hữu cho dòng mic này các bác sẽ thấy chất lượng nó cực kỳ tốt các bác nha các bác hãy nhanh tay để chúng ta sở hữu dòng mic này cảm ơn các bác đã xem video của số lúc đó và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau chào tạm biệt các bác